Tử vi tuổi Canh Tý 1960 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, từ sau bao khó khăn, bước sang tháng 12 âm lịch, những gia chủ Canh Tý sinh năm 1960 sẽ nhận thành quả từ sự cố gắng từ đầu năm. Mọi may mắn thuận lợi sẽ bước sang một ngưỡng cửa mới. May mắn nhất vẫn là tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Vậy trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Canh Tý cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân, thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn kéo về. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi thật kỹ video của chúng tôi ngày hôm nay để lắng nghe lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Quan tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng 12 bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Vích Lịch Hỏa, tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu Thành kim cục, xung Mùi, Hình Tuất, Hài Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 12, tức ngày 12, tức ngày 22 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 12, tức ngày mùng 3 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, các mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý nhiều tới sức khỏe, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 12, tức ngày 17 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 12, tức ngày 29 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 12, tức ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Vích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý trong tháng 12 âm lịch. Người sinh năm Canh Tý thường có lập trường kiên định, tuy tính cách có phần ích kỷ nhưng lại rất hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em. Đặc biệt, những người sinh năm Canh Tý thường rất nhanh nhẹn, thông minh và ham học hỏi. Những người này có ý thức tự giác rất cao, nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Họ là những người có tham vọng lớn nhưng thường không cẩn trọng. Nếu không biết cách điều chỉnh thì dễ gặp thất bại. Đặc biệt, quý gia chủ có tính cách ích kỷ, thích chiếm hữu và hay ghen tuông, khó kiểm soát được cơn tức giận, mang những nét đặc trưng của loài chuột. Đây là những nhược điểm mà người sinh năm Canh Tý cần khắc phục. Bù lại, họ lại rất thông minh, nhạy bén và giỏi quan sát. Họ thường là những người tài năng, giàu óc sáng tạo.
Những người này cũng rất khiêm tốn, không thích thể hiện. Tử vi tháng 12 âm lịch, mọi thứ đều giữ ở mức ổn định là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Quý gia chủ sẽ tìm được lối đi riêng cho mình, mặc dù mới đầu có chút chông gai, nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Tài vận cũng nhờ đó mà đi lên. Canh dương kim gặp kỷ âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Canh Tý, trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Trong tháng này, các gia chủ Canh Tý sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 10 tháng 12, tức ngày 22 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, độc thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Hơn nữa năm nay, con giáp tuổi Canh Tý phạm phải trực thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ át hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Canh Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Sự nghiệp của tuổi Canh Tý. Với tuổi Canh Tý 1960, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết mọi người đã thành thơi hoặc làm ít dần hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu quý gia chủ vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, quý gia chủ nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Những người tuổi Canh Tý đã bước sang tuổi 60 nên dành thời gian để nghỉ dưỡng, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe. Để may mắn và thuận lợi, những gia chủ Canh Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp gia chủ kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ để tài lộc. Xem tử vi tháng 12 âm lịch, tuổi Canh Tý thấy rằng tháng này có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉnh chu trong khi làm việc nên khó mà có được những thu nhập ổn định, thậm chí có khi bị thiệt hại vì phải bù đắp cho những sai lầm mà bản mệnh gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi, sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà thu được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Canh Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giáp khai vận gỗ huyết long, thân, tý, thìn. Vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về tình cảm và gia đạo, gia chủ Canh Tý đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó, quý gia chủ không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu không bị ràng buộc, quý gia chủ có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 12 âm lịch, quý gia chủ sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con và mất nhiều thời gian, lòng vòng. Trong đó, cần nên thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Khuyên gia chủ, trong tháng 12 âm lịch, hãy sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Về sức khỏe, trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Canh Tý tâm tình vui vẻ, tinh thần phấn chấn và không gặp ốm đau, đáng lo ngại. Kênh phong thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi Canh Tý cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Quý gia chủ sẽ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên.
Nguyên nhân có thể do trên vai, gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên sẽ xảy ra những trường hợp như vậy. Để tăng cường sức khỏe, tinh thông, minh mẫn, những gia chủ tuổi Canh Tý nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Việc mang minh quang pháp bảo bên người sẽ giúp tuổi Canh Tý luôn khỏe mạnh và ổn định tinh thần, lạc quan, vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị về vận trình tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Nhìn chung, mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Canh Tý là người nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát cũng nhiều. Để may mắn thành công, gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.